hát xong. Siêu nhân tia chớp. Siêu nhân tia chớp. Dù cho mọi người có nói gì đi nữa thì siêu nhân tia chớp vẫn là giỏi nhất. Họ không chỉ có trên phim thôi đâu, các diễn viên chính sẽ ra mắt tại nhà hát và ký tặng người hâm mộ đó. Ký tặng sao? Làm sao để có được chữ ký của họ bây giờ? Chuyện đó thực sự là hơi khó. Chúng ta phải mua vé vào thì mới có chữ ký của họ được. Có thể sẽ có nếu đi chung với mình. Bằng cách nào? Mình đã có vé rồi đây nè. Tâm 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 tâm. Vé dành cho hai người. Nói dễ hiểu hơn, mình có thể mời một người trong số các bạn đi cùng với mình. Các bạn sẽ mời một người trong tụi mình sao? Xin chào cha Đu. Ôi trời ơi, chính là anh Quân ba. Nè cha Đu, để em phải đợi chờ lâu. Anh xin lỗi vì đã đến trễ nha. Ôi, trong tình yêu anh không nên và không bao giờ cần phải nói câu xin lỗi. Chỉ cần một nụ hôn nồng thắm là đủ. Đâu đâu nơi. Vậy chúng ta sẽ đi chung được chứ? Hả? Không có chuyện đó đâu. Bạn có nghĩ là chúng ta cần phải chơi công bằng với nhau hay sao hả? Ý bạn là sao? Mình đã hỏi bạn ấy trước chứ bộ. Đó là do bạn nghĩ mà thôi. Bởi vì hiện bây giờ Đôn Đôn vẫn chưa quyết định mà. Đôn Đôn à, bạn có muốn đi cùng cha Đu, người thường hay ăn hiếp bạn không? Đôn Đôn à, bạn có muốn đi cùng với Chô Dông, người đã mép với cô giáo rằng bạn nói chuyện riêng trong giờ học hay không hả? Tại sao các bạn không tự quyết định bằng cách chơi quảnh tù tì với nhau đi? Là quảnh tù tì. Quảnh tù tì. Bao. À, bao 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 bao. Các em nghe đây, hôm nay ai không mang theo dụng cụ học tập thì ra đứng phía sau. Hả? Mình quên mang rồi. Khoan chờ đã. Nè cầm lấy đi. Dạ thưa cô, hôm nay em đã quên đem dụng cụ học tập. Trời ơi, cha Đu. Mình muốn được chia sẻ phần xúc xích với bạn á. À, bạn cũng thích ăn trứng mà đúng không? Xin cho giống. Mình tự hỏi không biết có ai muốn dọn nhà vệ sinh thay mình không? Gì chứ, cái tên đáng ghét này. Ý của bạn là sao? Đơn đơn à, mọi người đều phải thay phiên nhau làm. Mình mà. Sẽ nhận làm thay cho bạn ấy. Vì tụi mình là bạn tốt mà. Hãy chờ đã, hãy chờ đã, mình sẽ làm thay cho bạn. Bỏ cuộc đi xin chơi ông. Không đời nào đâu chơi cha Đu. Mình thấy khát nước quá. Khát nước hả bạn? Nè nè nè, chọn món bạn thích đi. Kem trái cây. Đây. Có rất nhiều đồ ăn, bạn muốn ăn gì thì cứ nói nha. Chuyện gì vậy cha Đu à, bạn không sao chứ? Cái tên bập Đôn Đôn kia, sau buổi chiếu phim bạn sẽ biết tay mình. Chô Dôn đã bỏ cuộc rồi hả? Không thấy đâu hết. Bạn nói đúng ha, nãy giờ không thấy bạn ấy đâu hết. Trời cha Đu, bạn phải trả giá cho chuyện này. Cái gì mà chen dữ vậy? Quá trời. Đơn đơn à, chúng ta hãy mau vào bên trong đi. Sao vẫn chưa thấy Chô Dông tới vậy? Sao kỳ quá. Chờ mình với. Xin lỗi mình tới trễ. Giờ Chô Dông cũng đã tới rồi, chúng ta hãy bắt đầu thôi. Người sẽ đi xem phim cùng với mình chính là Làm ơn chính là Xin Chô Dông. Đó chính là gì? Chô Dông đã tặng mình máy chơi game mới nhất. Như vậy không được, đó là gian lận, đó là gian lận.
Cho cha đua nghe đây. Điều này chính là do bạn không sử dụng bộ não thôi à. Người thông minh phải biết sử dụng bộ não. Bạn đã hiểu chưa? Xin chào mọi người. Xem là anh Quân Bang kìa. Thật sự chính là anh Quân Bang kìa. Họ thô lỗ quá đi. Mình nhất định sẽ không bỏ cuộc đâu. Nhưng mà làm sao bạn có thể chen nổi với những người đó được chứ? Mình sẽ coi phim rồi kể lại nội dung cho các bạn biết nha. Biến hình. Wow. Có vẻ như không dễ dàng gì. Nè, dừng lại. Cái gì vậy? Chàng cha đô bạn thiệt là giỏi á. Có lẽ do mình làm việc quá mệt nên người mình mới nặng nề như vậy. Trời ơi, con là ai vậy? Con xin lỗi chú. Bỏ chân chú ra coi. Bỏ ra. Nè, bỏ ra. Chuyện này không hay rồi. Nè, con bé kia đứng lại. Xin chào các bạn. Các bạn có khỏe không? Thật hạnh phúc khi gặp các bạn. Siêu nhân tia chớp. Ồ, đứng lại chưa? Con bé kia. Trời, cái bóng kia sao thấy quen quá vậy ta? Mình cũng thấy vậy. Cái bím tóc đó nhìn rất giống. Nè, chắc không phải đâu. Nè, đứng lại, con bé kia, đứng lại. May quá đi, đã thoát được rồi. Bây giờ để coi ngồi ở đâu đây. Có rồi. Thành quả sao bao nhiêu vất vả đây. Giờ chiếu rồi. Nhưng mà sao tự nhiên mình cảm thấy buồn ngủ quá là sao ta? Phải công nhận là bộ phim đó rất tuyệt vời. Mình thích nhất là cảnh siêu nhân tia chớp biến hình đó. Có một con rồng bay từ trên trời xuống đấu với siêu nhân tia chớp. Đây là bộ phim hay nhất. Thật sự là có cảnh như vậy sao ta? Ôi cha đưa à, bạn cũng vào trong rạp để coi phim mà. Sao không nói gì hết nhỉ? Tại vì mình không thấy có gì đặc biệt hết. Vậy chuyện gì xảy ra với siêu nhân tia chớp ở cảnh cuối hả? Khi đấu với kẻ xấu có bị sao không? Thì là vậy đó. Sao? Mình cũng tò mò muốn biết lắm. Thì là ở cảnh cuối phim, sau khi siêu nhân tia chớp đánh bại mấy kẻ xấu, trong lúc anh ấy ngồi nghỉ thì có một cô gái biến tóc xuất hiện. Cô gái đó chính là người siêu nhân tia chớp đang yêu. Ồ. Sau khi siêu nhân tia chớp đánh bại tên lãnh chúa, anh ấy đã lập tức đi tìm gặp cô gái biến tóc đó. Cảnh hai người gặp nhau thiệt là cảm động. Chơi đưa à, anh ấy sẽ mãi mãi ở bên cạnh cô gái đó chứ. Sau đó họ nắm tay nhau và hét lên thật là to: siêu nhân tia chớp. Và từ đó về sau họ sống hạnh phúc và bên nhau mãi mãi. Phiên bản của cha đâu hay hơn nè. Không, cái nón của mình. Mật ống đây, đậu phộng đây. Trời ơi, nóng quá đi. Mật ống đây, đậu phộng đây, ai mua không? Gia đình cha đu đi thăm bà. Sẽ thật tuyệt vời nếu gia đình chúng ta được đi nghỉ mát ở bờ biển giống gia đình của Minchi. Thôi đừng có nằm mơ nữa. Sao con có thể nói như vậy sau khi nhìn thấy ba của con chứ? Ôi trời, nóng bức quá. Uống một ly bia và thư giãn tại nhà là tuyệt vời nhất trong mùa hè này. Anh nói cái gì vậy hả anh? Mình không thể làm tốt được chuyện gì cho dù mình đã cố gắng hết sức của mình rồi. Chị ơi, chị nói cái gì vậy? Chị chỉ nói là gia đình chúng ta không thể nào đi nghỉ mát ở bãi biển được thôi. Đó là lý do gia đình chúng ta về quê vào mùa hè, có đúng không ba?
Không phải chúng ta về quê cũng rất vui hay sao? Không vui, vì ở quê có nhiều rạp lắm. Thưa hành khách, chuyến tàu của chúng tôi sẽ dừng tại ga trong 10 phút nữa. Dạ, hình như chúng ta chưa ăn sáng có phải không? Vậy hãy đi ăn mì nha. Ê, có soju uống thì ăn mì tuyệt vời biết mấy. Vậy chứ. Mẹ ơi, con muốn đi nhà vệ sinh. Mẹ ơi, con cũng muốn đi. Mình đưa các con đi vệ sinh nha. Để anh ăn xong cái đã. Đừng có làm gì hết và ăn nhanh lên đi nha. Ê, anh có thể làm được gì chứ? Đi thôi. Ông chủ ơi, cho tôi một chai soju. Nè, cha đu, con còn ở đây làm gì vậy? Ba ơi ba, con muốn ăn kem. Được, nhưng con hãy giữ bí mật những gì vừa nghe có được không? Dạ, đó là bí mật. Xem nào, ăn loại nào đây ta? Là cây này. Chú ơi, chờ một chút. Hả? Cái kem đó con đã chọn lấy. Nè, ai lấy được trước sẽ là của người đó. Chỉ còn một cây thôi, chú phải nhường cho con nít chứ. Nằm mơ đi. Ôi, đúng là người xấu xa mà. Ba chị cho chú lên nào. Hãy chờ tôi với. Ôi trời, mấy đứa cháu yêu quý của bà. Ê, đi chơi với thời tiết nóng vậy chắc khó chịu lắm. Nhưng mà chồng của con bị làm sao vậy? Nó bệnh hả? Ôi trời ơi, tất cả cũng do tô mì đó mà ra. Mình nên làm tô mì cho nó ăn khi tỉnh dậy. Mấy đứa hãy nhanh lên nào, nếu không là chị sẽ đi trước đó nha. Ôi trời, Mì đội cái nón nhìn dễ thương quá trời. Đội cái nón đó nhìn kỳ cục thì có. Mẹ ơi, mẹ cũng biết da của con dễ bị tổn thương thế nào mà đúng không? Đúng rồi. Nè, mấy bạn đang làm gì vậy hả? Tụi mình đang xem bọ cánh cứng đá nhau. Bọ cánh cứng đá nhau có vui không? Dĩ nhiên rồi, thật sự rất vui luôn. Bạn hãy lại gần đây xem đi. Nè. Đúng rồi đó. Hãy đẩy nó mạnh lên nào, cố gắng lên đi. Sao trò này vui chứ? Thiệt là vui quá đi. Mà ở đây còn có gì vui hơn nữa không? Ủa mà mấy bạn là ai vậy? Mình xin lỗi nha. Bà của mình đang sống ở gần đây. Nhà bà của mình ở đằng kia kìa, là nhà có cái cây hồng đó. À, vậy bạn đến từ Seoul hả? Mình hay về đây vào những kỳ nghỉ. Cười cái gì vậy? Bộ mặt của mình nhìn mắc cười lắm hay sao chú? Không. Vậy thì tại sao? Tụi mình sẽ không biết nếu bạn không nói bạn đến từ Seoul. Vì cách bạn nói chuyện và nhìn bạn rất dễ thương. Chị ơi, sao mặt của chị lại đỏ vậy? Mà mặt chị đỏ hồi nào chứ? Mau nói mình biết ở đây có gì vui đi. Được thôi, vậy hãy đi theo mình. Cù lét. Đưa mình đi, mình muốn làm. Cầm lấy. Cù lét. Nè em có muốn chị bắt cá cho em không hả? Chị cũng biết bắt cá hay sao? Chị thấy ở trong sách nói là loài cá hay thích ở bên dưới mấy tảng đá lớn lắm đó. Nếu nhấc đá lên và làm thế này. Sao quần áo của các con dơ quá vậy? Mẹ đã dặn là phải giữ gìn quần áo sạch sẽ rồi mà. Mẹ ơi, rồi chúng cũng được giặt sạch thôi.
Con mau đi giặt chúng cho mẹ. Dạ con xin lỗi. Ai đó sao mà ồn quá vậy? Hả? Sao chú lại ở đây chứ? Sao con lại nói chuyện với cậu cái kiểu đó hả cha đu? Hả? Cái gì chứ? Con là cha đu sao hả? Sao có thể như vậy được? Tại sao cậu lại thay đổi nhiều như vậy chứ? Rock and roll, rock and roll, rock and roll, baby. Mẹ, nhỏ nhỏ chút được không? Con ồn vậy làm phiền mọi người có biết không? Chán thiệt chứ, mẹ không hiểu gì về rock hết đó. Wow, vàng máy nghe nhạc kìa, hình như mình biết cách mở nó đó. Mình nghĩ nó giống như là vàng máy ở nhà của Min chứ. Ai vậy hả? Ai đã mở vàng máy vậy hả? Trời Shadow. Cái gì vậy hả? Cái chuyện gì đã xảy ra vậy? Tụi con thật sự xin lỗi cậu. Các con đã làm cái gì vậy hả? Bọn nhóc đã phá nát vàng máy nghe nhạc của em rồi đó. Em không nên la các cháu của mình vì chuyện nhỏ nhặt như vậy, trong khi các cháu đã phải lặn lội từ Seoul xuống đây để thăm em. Cái gì chứ? Tại sao con lại dám lớn tiếng với chị của mình như vậy chứ? Bà ơi, cậu la cho nên tụi con đau lắm. Được rồi, vậy để bà chỉ tội cậu nghe. Còn có muốn mẹ đánh một trận hay không hả? À, trời ơi, tất cả cũng vì bọn dòng đây. Quá, trò này vui thiệt đó. Bây giờ là đến lượt của mình. Quá. Cha Đu ơi, bạn hãy thử làm đi. Mình thử hả? Mình sẽ làm được. Yeah! Ôi trời ơi, thiệt là may quá. Rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll. Ồ, hình như đó là giọng của cha Đu. Shadow hãy mau cầm lấy nó. Trời ơi, tại sao các bạn lại nhảy xuống đây? Sợi sợi dây kìa, mau bám vào nó đi. Hãy cố gắng giữ cho chặt nghe. Cậu ấy tới đây bằng cách nào chứ? Cha Đu à! Cậu ơi! Cha Đu, hãy cùng nhau nắm và giữ thật chặt nha! Mau nắm lấy! Bây giờ cậu sẽ kéo lên giữ chặt đó! Trời ơi, cây đàn của ta hư rồi! Giữ chặt nha, cậu kéo lên đây! Nó rất là mất tiền. Con muốn ngồi lên vai của cậu không? Được không cậu? Cậu ơi, sao cậu để tóc dài giống như con gái vậy? Một tay rocker bắt buộc phải để tóc dài như vậy. Rocker là gì vậy cậu? Rocker có nghĩa là... Mà tại sao con lại hành động y như mấy đứa con trai vậy? Sau này đừng có vào rừng một mình nữa nha. Nhưng mà con thích ở trong rừng núi lắm. Nhưng tại sao con không nghe lời của cậu hả? Cậu đã nói thì con phải nghe lời. Con không muốn về, con không chịu đâu. Con nhất định không về đâu. Con bị sao vậy? Mẹ sẽ không nói nhiều lời với con nữa đâu. Nè, cho cha Đu, con nhất định phải về. Cậu ơi cậu, con ở đây lâu hơn vậy đi chơi với cậu có được không?
Ê, con không thấy con đã làm gì với cây đàn của cậu hay sao hả? À, con đã hiểu rồi. Tới giờ mà cậu vẫn còn buồn con chuyện đó sao? Ta-da! Sao hai cậu? Cậu thấy vui hơn chưa? Trời chả đủ, con mau trở về Seoul ngay đi. Wow, chúng ta hay quá đi. Chú ơi chú, con muốn mua con này. Đó. Để coi. Bạn già này đáng yêu quá đi. Con chọn xong rồi, con sẽ lấy con này nha chú. Có thiệt không? À, thật hả con? Con cũng biết là mua rồi thì không đổi hay trả hàng được đúng không? Tất nhiên là con biết rồi. Nói thiệt là chú cũng không nghĩ sẽ có ai mua con này. À, được rồi, tâm trạng của chú rất tốt nên chú giảm giá cho con 500 won thôi. Có thiệt không chú? Con cảm ơn chú nhiều. Mẹ đã nói con không được mua đồ lung tung rồi mà. Minh Chi cũng có mua một con nữa đó mẹ. Con sẽ chăm sóc cho nó thật tốt, không để nó chết đâu. Giờ đã mua rồi thì có trả được đâu. Nhưng sao nhìn nó kỳ quá vậy? Con chắc nó là gà chứ, có khi nào con lại bị lừa nữa hay không? Nó là con gà đó mẹ. Mẹ đồng ý đi nha, con hứa sẽ dọn phân và cho nó ăn. Nếu con không làm đúng những gì mình nói thì mẹ sẽ đem nó bỏ đi, nghe rõ chưa? Dạ. Mẹ không cần phải nhắc đi nhắc lại chuyện đó đâu. Chị Cha Đu, chị định đặt tên cho nó là gì vậy? Chị định gọi nó là bé Cô Cô. Tên gì mà dở ẹt. Giữa một đàn gà lông vàng xinh đẹp, sao chị chọn có con xấu quắc này không biết nữa. Có xấu hay không thì cũng là gà của chị, đâu có liên quan gì tới em đâu. Mà sao nó không chịu ăn vậy? Bị nhịn đói từ sáng tới giờ, chắc là phải đói bụng rồi chứ. Hay là nó muốn ăn thuốc khác ta? Ôi trời ơi, sao mấy cái đứa này cứ ầm ĩ hoài không biết nữa. Anh nghe nói là Cha Đu mua gà con hả? Liệu có sống nổi không đây? Nếu con bé có thể nuôi gà lớn thì mình sẽ có món canh gà để ăn. Canh gà có vẻ ngon à nha. Ồn ào quá. Nếu như không muốn bị Dog Gu cắn thì hãy đi vòng đường khác đi. Sao có chuyện vô lý như vậy? Đau bụng quá. Cô à, mày vẫn ở bên ngoài đúng không? Tao sợ một mình lắm nên mày hãy làm tiếng động cho tao nghe đi. Mình chơi không? Cũng lâu lắm rồi mình không được thấy nó. Lúc trước bạn hay dẫn nó qua đây chơi lắm. Chuyện này có chút hơi khó nói. Mà bạn biết gì không? Bây giờ Bia đã lớn gần bằng trái bóng rổ rồi đó. Còn cô thì sao? Lúc trước thấy nó cũng lớn lớn, chắc giờ bự gấp đôi Bia ha. Mình nghĩ không chỉ là gấp đôi thôi đâu. Cái con này, sao mày dám ăn củ cà rốt tao chuẩn bị cho bữa trưa hả? Mày có mau nhả ra hay không? Xin lỗi nha, nhưng chắc là nó không qua được đâu. Ôi trời ơi, bây giờ chúng ta biết phải làm gì với nó đây? Anh nghĩ là anh biết đó. Con không biết, nó là đà điểu mà. Con bé đã nói là không biết rồi. Anh không đừng xen vào chuyện này.
mẹ sẽ gọi cho bên sở thú mang nó đi, không bàn cãi gì nữa hết. Đừng mà mẹ. Đừng cái gì mà đừng hả? Không lẽ con muốn nuôi con đà điểu ở nhà này hoài luôn hay sao? Nhưng con mới là người chăm sóc cho cô mà. Cô cũng giống như là người nhà của con vậy đó. Nếu nó là chó hay là mèo thì mẹ sẽ không làm như vậy đâu. Mẹ đã quyết định rồi, không có nói nhiều nữa. Không được, con không đồng ý. Cô à, chúng ta bỏ đi đi. Shadow à, có chuyện gì vậy? Bạn bị bệnh hả? À, không, không có gì đâu. Sao tự nhiên mình có linh cảm xấu vậy ta? Nghe chị dặn nè, hai đứa đừng có để cô tới gần mẹ, biết chưa? Với lại đừng có làm cái gì khiến cho mẹ tức giận, có biết chưa? Sẽ ổn thôi cô. Chắc là không có chuyện gì đâu không? Chị Shadow. Hả? Không biết mẹ có gọi điện cho bên sở thú không, nhưng bây giờ có người đàn ông xấu đang ở trong nhà chúng ta đó. Quang đi đừng có nhảy nữa. Chú không được làm cô bị thương. Cô ơi. Trời cha đu, con mau tránh ra đi. Không muốn, con sẽ bảo vệ cho cô. Cô bé à, sở thú mới là môi trường thích hợp dành cho nó. Con nên để cho chú đưa nó đi. Tránh ra đi. Đau quá à. Đó là súng mà. Chạy đi cô nhanh lên. Chị nói sao, chuyện đó là thật hả? Cô à, nhanh hơn một chút nữa đi. Dừng lại. Sung Hoon ơi. Là Shadow. Bạn tìm mình có gì không Shadow? Sung Hoon nè, cho tụi mình trốn nhờ nha. Mẹ của mình kiên quyết gửi cô tới sở thú nhưng mình không muốn. Nhà của bạn có nhiều phòng như vậy, hay là cho mình và cô trốn nhờ đi, năn nỉ bạn đó. Nhưng Shadow à, trước tiên bạn có thể giải thích tại sao bạn lại nuôi một con đà điểu hay không vậy? Thật ra mình mua cô từ một chú bán gà trước cổng trường, ai ngờ khi lớn lên nó lại là một con đà điểu. Chắc chắn đây chỉ là một giấc mơ thôi. Shadow à, mình có thể giúp bạn, nhưng bạn không thể giấu nó hoài như vậy được. Cô là một con đà điểu, nó phải sống ở một nơi rộng lớn chứ không thể bị nuôi nhốt như ốc sên được. Mình sẽ cố gắng thuyết phục mẹ của mình, bạn chỉ giúp mình tới lúc đó thôi. Dù thuyết phục được thì bên sở thú cũng sẽ không bỏ qua chuyện này đâu. Trời ơi, tên của mình nó mất tiêu rồi. Cô à, mày đang ăn gì á? Con đà điểu kia mau nhảy riêng ra cho ta. Có ai ở nhà không? Không, không phải chứ. Làm sao bây giờ? Họ đã tìm được tới đây rồi. Trời ơi, chúng ta nên làm gì đây? Bác Kim hả? Là còn đây. Bác lái xe đến cửa sau chờ con nha. Cha đua à, bảo đưa cô lên xe đi. Không có thời gian để ngạc nhiên đâu. Bác mau lái xe đi. Bác ơi, nhanh lên nữa đi. Trời ơi, Shadow, mẹ mà bắt được là con biết tay mẹ. Anh nhân viên sở thú nè, anh có thể chạy nhanh hơn một chút nữa có được không? Shadow à, mọi người làm ơn yên lặng giùm. Bên đèn đỏ rồi. Cái kiểu này chắc chắn họ sẽ đuổi kịp chúng ta đó. Sau đó thì sao? Ủa, đó là xe nhà Sơn Hôn mà. Cô à, mày bình tĩnh một chút đi. Chúng ta sắp bị đuổi kịp rồi. Họ đang tới kìa. Ôi, thò đầu ra ngoài xe nguy hiểm lắm. Mình không nhìn lầm chứ, đó là đà điểu. Nhưng mà Shadow làm cái gì ở đó vậy? Chuyện gì vậy?
kia mà, chạy nhanh hơn đi, chúng ta sắp bị đuổi kịp rồi. Phải dùng tới nó thôi. Sao tự nhiên bắt mở radio làm cái gì vậy? Nó không phải là radio. Tình huống vừa rồi nguy hiểm ghê đó. Mình cứ tưởng là đã bị bắt rồi. Nhưng mà bác ơi, chúng ta đang đi đâu vậy? Mình cứ ra ngoài trước đi. Ủa? Má, cái gì? Là sở thú hả? Chuyện này là sao hả Sung Hun? Sao chúng ta lại ở bên ngoài của sở thú chứ? Thật sự xin lỗi bạn Chadu, mình đã kêu bác Kim trở tới đây đó. Bạn nói cái gì? Chadu à, mình biết bạn rất thích Coco, nhưng bạn làm sai cách rồi. Đây mới là nơi thích hợp với nó. Tại sao bạn có thể làm như vậy với mình được hả? Mình thật sự rất thất vọng về bạn đó Sung Hun. Nếu bạn thật sự yêu thương cô, vậy hãy làm điều tốt nhất cho nó. Bạn không thể suốt ngày mang nó chạy trốn như vậy được. Nhưng mà cô là người thân của mình mà. Mình sẽ không để nó rời xa mình đâu. Nghe đây Chadu, bạn không phải là một con đà điểu. Bạn phải cho cô một cơ hội chứ. Nó cần kết bạn với những con đà điểu khác, cũng cần tạo dựng một gia đình. Tuy có một chút khó khăn, nhưng bạn có từng nghĩ nếu cô vui vẻ thì bạn cũng sẽ vui không? Nhưng mà... Ủa? Cục ơi! Không được, tao không muốn xa mày. Chỉ là một giấc mơ thôi. Đức trai, có câu hỏi tiếp theo. Barbie nói cho chị nghe, con gà có mấy ngón chân? Có hai ngón. Sai rồi, câu trả lời là 4. Đà điểu thì mới có 2. Đây chính là bác sĩ ơi, mẹ của con sao rồi? Đây là căn bệnh thiếu thốn. Dạ, căn bệnh thiếu thốn là sao? Tôi thật sự xin lỗi, dù cố gắng nhưng chúng tôi cũng không thể làm gì giúp bà ấy được. Không thể nào, không thể nào. Mẹ ơi. Mẹ ơi. Chỉ là giấc mơ thôi. Tạm biệt sự thiếu thốn. Trong giấc ngủ sẽ có rất nhiều giấc mơ. Nhưng sao mình có thể mơ thấy mẹ của mình bị bệnh thiếu thốn được chứ? Nhưng mà nè Chadu à, bệnh thiếu thốn là bệnh gì vậy? Mình chưa hề nghe tới bao giờ. Người ta mới phát hiện ra hả? Có lẽ như vậy đó Minchi à. Có lẽ là bạn không biết đó là gì đâu. Bệnh này giải thích rất là phức tạp. Bệnh thiếu thốn nghĩa là không bao giờ ném bỏ bất cứ thứ gì. Cái này còn phải xài thêm vài ngày nữa mới được. Phải dùng mấy cái chai này cho cẩn thận, vì chúng ta còn sử dụng cho kỳ Thế Vận Hội nữa mà. Thiệt là mắc cỡ quá. Mẹ ơi, nắm tay của nhà vệ sinh bị hô rồi. Ủa, để mẹ xem. Ôi trời ơi, nó bị hư thiệt rồi nè. Đúng rồi, con chờ mẹ chút nha.
cái này là từ nhà trẻ ở khu vực ở bên cạnh đó. Xong rồi nè. Mẹ ơi, cái này dùng cho cái cổng mà. Nhưng mà nhìn nó rất đẹp, có đúng vậy không? Cứ như vậy, ngôi nhà nhỏ xíu của mình bị nhét đầy các thứ bỏ đi do mẹ lấy giờ. Bạn nói giỡn hoài. Nè, mình nói hết sức nghiêm túc luôn đó. Ở nhà mình cũng có những chuyện tương tự. Thiệt như vậy hả? Ba mình cũng là người có tính như vậy á. Ồ trời mình à, em đã nói đừng mặc cái áo len này rồi mà, nhìn nó không được chút nào hết. Sao lại không được? Anh chỉ mặc nó khi ở nhà thôi. Nó có thể mặc được vài năm nữa đó. Anh thật keo kiệt. Em ghét anh quá đi. Nè mình à, hãy chờ anh. Anh không thể ngờ rằng anh đã làm cho em khóc. Anh sẽ ném bỏ cái áo len này ngay lập tức. Mình à, cảm ơn anh nhiều lắm. Minh Chi à, ba mẹ của bạn mới chỉ là giận hờn thôi, còn ba mẹ của mình chính là chiến tranh thật sự đó. Em thật sự không muốn ném bỏ chúng đúng không? Không bao giờ. Nếu như vậy thì cha. Bây giờ mình đã hiểu rồi. Chadu à, hình như đó là mẹ của bạn phải không? Hả? Minchi à, mình phải đi đây. Tạm biệt bạn nha. Trời đất ơi. Trời Shadu, mẹ rất vui vì gặp con ở đây. Dạ, con xin chào cô. Chào con Minchi đó hả? Mẹ cần phải đem cái ghế này về. Con cầm giỏ thức ăn về giùm mẹ nha con. Dạ được. Minchi à, tạm biệt bạn nha. Được rồi, tạm biệt bạn. Con xin chào cô. Mình thiệt là không hiểu sao mẹ cứ như vậy làm gì cho khổ không biết luôn. Bộ nhà mình là cái bãi rác hay sao? Anh đến nhà kho để tìm một vài dụng cụ thì phát hiện nó bị nhét đầy các thứ bỏ đi. Tất cả những thứ này không phải là đồ bỏ đi, chúng đều là những thứ hữu dụng hết, có biết không? Hữu dụng cái gì chứ? Em cũng biết là những thứ này nằm ở trong nhà mình đã hơn 10 năm nay rồi. Cái bô bể này, cái mền rách móc meo này nữa, chiếc xe đạp mất luôn 2 bánh, và cái radio đã hư này nữa. Anh thật sự nghĩ rằng những món đồ cũ này hoàn toàn là những thứ bỏ đi hay sao? Đồ không còn xài được chính là đồ bỏ đi, chứ còn nghĩ tới nghĩ luôn cái gì nữa. Cái bô này, em nhớ hồi chúng ta còn nghèo khổ hơn bây giờ, nó đã vô cùng có ích với chúng ta mà. Mẹ ơi, con muốn đi vệ sinh. Được rồi con, có cây bồ ở đằng kia kìa, con tới với nó đi. Con ước gì chúng ta có nhà vệ sinh ở trong nhà. Con cứ yên tâm Shadu à, ba sẽ cố gắng kiếm nhiều tiền để sớm mua ngôi nhà có nhà vệ sinh bên trong. Thiệt hả ba? Tuyệt quá đây. Còn cái mền này nữa. Bây giờ chúng ta đã chính thức là vợ chồng rồi. Cái anh này. Xin lỗi ba mẹ, ở đây có trẻ em á. Đây là tập 142 của Hôm nay là một ngày đẹp. Mời các khán giả tiếp tục nghe đọc truyện. Vậy mà bây giờ tất cả những món kỷ niệm này đều là thứ bỏ đi với anh sao? Bà xã à. Thôi được rồi, em sẽ thu dọn chúng vào nhà kho vậy. Tại sao em dám dựng chuyện như vậy hả? Sao? Anh biết rất rõ trong trí nhớ của bà xã không hề có những chuyện đó. Vì vậy những thứ em vừa kể, tất cả chúng đều là những điều bịa đặt. Vậy không có hiệu quả hả anh? Mẹ ơi.
Bỏ hết đi. Không bao giờ. Có chết em cũng không bỏ đi đâu. Cái gì? Thôi được rồi, được rồi. Hãy làm bất cứ điều gì mà em muốn đi bà xã. Còn lâu mới cãi được em. Con nghe thấy chưa? Dạ. Bà mới nói với mẹ là mẹ muốn làm cái gì thì cứ việc làm đi, mang hết vào nhà. Dạ. Trời ơi, đúng rồi, chỗ đó đó. Ba là người ném ra, sao lại bắt chị đem vô? Em xin lỗi nha. Đúng rồi, đây toàn là những thứ còn tốt hết mà. Tối nay xem như mẹ lại trúng độc đắc rồi. Mình phải công nhận mẹ đúng là quá lợi hại luôn. Ôi Mi Mi, Mi Mi à. Ôi trời ơi. Em thật sự là đối tốt với chị ghê á. Hả? Là gì vậy chứ? Hả? Đứng yên đi, cảnh sát đây. Có chuyện gì vậy hả? Tôi tìm thấy rồi, ở đây, tất cả đều ở đây. Những thứ này đều là của tôi hết. Tại sao chị lại có thể lấy đồ của người khác mang về nhà mình như vậy hả? Thấy chúng được chất đóng ở bên ngoài nên chúng cứ tưởng là đồ đã bỏ đi. Chúng tôi thật xin lỗi, chúng tôi thật sự xin lỗi. Ngày mai hãy ném tất cả mọi thứ để cho tôi. Dạ biết rồi. Bà xã à, bà xã, anh đang sửa lại cái máng xối nên cần mấy miếng gỗ nhỏ. Không biết chúng ta còn miếng nào không vậy? Làm gì còn, em đã ném bỏ hết tất cả mọi thứ rồi anh à. Anh quên mất, nhưng anh hiểu tính em nên chắc em sẽ để lại một số thứ. Nên nếu như có thì em hãy lấy cho anh đi. Em đã nói là em ném bỏ hết rồi mà. Anh biết rồi, đành chịu vậy thôi. Giờ phải đi ra cửa hàng vật dụng để mua về làm. Chuyện đó là đương nhiên rồi, bởi vì anh đã ném bỏ tất cả mọi thứ mà có thể là anh sẽ cần tới nó. Nhưng mà anh thật sự cần dùng tới vậy hay sao? Mẹ trong sơn à, mẹ của cha Đu đây. Gì vậy, chúng ta tới đây để mượn đồ hả bà xã? Anh thấy sao, tất cả mọi thứ đều ở đây hết nè. Em để tất cả mọi thứ ở đây hả? Không hề bỏ cái nào. Ôi trời ơi, tại sao phải bỏ chúng đi chứ? Em biết là anh sẽ cần nó mà. Trời ơi. Nhớ phải cẩn thận đó nghe. Cố gắng lên, cố gắng lên, cố gắng lên. Chúng ta còn phải đi đến mấy nhà để lấy đồ nữa đó. Bạn đã làm bài tập gì nhà chứ? Bài tập nào vậy? Thì bài tập viết về chủ đề chúng ta muốn trở thành gì khi trưởng thành đó. Mình hoàn toàn quên mất bài tập đó rồi. Mình nói nghe nè Minchi à, bạn có thể cho mình xem bài tập của bạn một chút được không? Cha Đu à, mình xin lỗi bạn nha. Lần này không được, bạn phải tự viết về ước mơ của riêng bạn chứ. Chúng ta đâu thể nào có cùng ước mơ được. Mình cá là cũng có nhiều bạn không làm. Bất quá thì cả đám cùng bị phạt chung cho vui. Cha Đu, em là người duy nhất không làm bài tập về nhà đó. Tại sao lại như vậy? Cô ơi cô không đếm nhầm đó chứ? Em đã không làm bài tập là còn nói nhăng nói của cái gì nữa hả? Mau ra cuối lớp đứng giơ tay lên cho cô. Dạ. Còn các em, cô chấm bài thấy bạn đang ghi viết rất tốt.
Trinh Di à? Dạ. Em đọc cho cả lớp nghe đi. À, dạ được, em sẽ đọc thưa cô. Chắc là cũng không có gì đặc biệt đâu. Ước mơ của cha Đu. Từ nhỏ, ước mơ của em là trở thành một họa sĩ vẽ truyện tranh nổi tiếng. Truyện tranh là thứ mà tất cả trẻ em đều thích. Nhưng mà dường như các bậc phụ huynh lại không thích điều đó. Họ luôn nói nội dung đó nhảm nhí, không có giá trị học tập. Và em vẫn luôn cảm thấy luyến tiếc vì điều đó. Em muốn trở thành họa sĩ truyện tranh và tạo ra những phim hoạt hình vừa thú vị vừa mang tính giáo dục dành cho trẻ em, để phụ huynh có thể an tâm cho các em xem. Trong tương lai, em muốn đưa truyện tranh và phim hoạt hình của nước mình ra toàn thế giới để quảng bá văn hóa đến với mọi người. Còn em, chơi cha đu. Cô cho em thêm một ngày nữa để làm bài tập. Sáng mai mang bài viết đến đây cho cô kiểm tra. Bài của em sẽ được đọc cho cả lớp nghe đó, rõ chưa? Dạ rõ. Viết về ước mơ của mình. Mình thật sự rất bất ngờ về ước mơ của Dan ghi đó. Bạn ấy khá im lặng và cũng hiếm khi đi chơi với tụi mình nữa. À, với mình thì lại khác. Rất nhiều lần mình nhìn thấy Dan ghi ngồi trong lớp và vẽ đủ thứ trên đời. Bạn ấy nói những khi được vẽ là lúc bạn ấy cảm thấy hạnh phúc nhất. À, thì ra là vậy hả? Ngày mai mình phải nộp bài viết cho cô rồi, nhưng mà không biết viết cái gì hết trơn. Tương lai bạn muốn làm cái gì thì cứ viết điều đó ra là được rồi. Cái gì? Tương lai của mình hả? Có điều gì đặc biệt làm cho bạn hạnh phúc không? Làm cho mình hạnh phúc sao? Phải rồi ha, mình muốn trở thành cầu thủ bóng đá. Đại hàng dân quốc. Đại hàng dân quốc. Đại hàng dân quốc. Thưa quý vị và các bạn, hiện tại cầu thủ Cha Đu đang dẫn bóng. Phạm lỗi rồi. Các trọng tài đang xem lại bản ghi hình để có thể đưa ra quyết định cuối cùng. Đội tuyển Hàn Quốc được một quả đá phạt. Và người thực hiện quả đá phạt là Choi Chadu. Hy vọng cô ấy sẽ không gặp khó khăn gì. Tất cả chú ý, qua bên phải, mau qua bên phải. Đây chính là cơ hội cuối cùng, mọi việc đều phụ thuộc vào nó. Giao rồi. Đội tuyển Hàn Quốc đã trở thành nhà vô địch của năm nay. Và Choi Chadu, cô ấy chính là cầu thủ xuất sắc nhất của Hàn Quốc. Chadu nè, ước mơ của bạn rất là hay. Nhưng muốn làm một cầu thủ bóng đá thì không dễ đâu. Bạn sẽ phải luyện tập rất cực khổ đó. Còn không được ăn theo những gì mình muốn nữa. Gì chú? Nhanh lên, còn chậm quá. Mau dậy đi. Lập tức thay quần áo ra sân luyện tập. Còn sớm mà. Không được. Mình nghĩ lại rồi, chắc là mình không làm cầu thủ bóng đá nữa. Chị đang làm gì á? Chị đang làm bài tập về nhà, cho nên em đừng có làm phiền chị. Gì chứ, hôm nay chị làm bài tập luôn. Chuyện lạ cách thiệt luôn. Em mới nói cái gì hả? Chị lại đánh chị Mi Mi nữa hả? Chị đâu có làm cái gì đâu. Trong. Nhìn tốt hơn rồi đó. Ha, chị Cha Đu à, nhìn chị giống bác sĩ quá à. Hả? Bác sĩ sao? Phải rồi ha. Không biết chừng sau này mình có thể trở thành một bác sĩ. Bác sĩ ơi, tín hiệu mất rồi, không thể làm gì được nữa. Tăng lên 800 cho tôi. Dạ, dạ tôi làm liền. Tim anh ấy đã ngừng đập rồi. Không thể như vậy được. Cố gắng lên, đừng bỏ cuộc mà. Bà
bác sĩ ơi, tìm anh ấy đã đập lại rồi. Hả? Con cảm ơn bác sĩ. Bác sĩ cho cha đúng đúng là thiên thần. Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ nhiều lắm. Ba của con không sao rồi. Yên tâm đi, em sẽ không sao đâu mà. Chị khoan đi, cái gì mà không sao chứ? Một người lúc nào cũng gây nguy hiểm cho người khác như chị mà có thể trở thành bác sĩ được hay sao? Mi à, tăng lên 800 đi. Bác sĩ ơi, lại chuyện gì nữa? Hình như là chúng ta nhầm bệnh nhân rồi. Không được, không thể như vậy được. Nếu chị trở thành bác sĩ, em sẽ không bao giờ đến bệnh viện đâu. Cha Đu à, qua đây nếm thử cái này đi. Dạ. Có hơi nhạt một chút. Vậy hả con? Thôi được, để mẹ cho thêm một chút muối. Nhưng mà sao mẹ không nếm thử? Đó là vì con có khẩu vị tốt hơn mẹ nhiều mà. Trong nấu ăn, khẩu vị là quan trọng nhất. Đúng rồi ha, mình sẽ là đầu bếp. Thức ăn đã xong rồi đây. Xin mời ngài dùng thử. Tôi tin cô ấy là đầu bếp giỏi nhất thế giới mà ngài từng gặp. Wonderful, wonderful, very delicious, good taste. Cảm ơn cô đã hỗ trợ. Nhờ có cô mà việc đàm phán giữa hai bên đã trở nên thuận lợi hơn rất nhiều. Dạ không có gì thưa tổng thống. Tôi chỉ đang làm tốt công việc của mình mà thôi. Trời cha đu, con mau tỉnh táo lại rồi phụ mẹ dọn cơm ra bàn nhanh lên. Mẹ ơi, cho con hỏi, mẹ nghĩ là con có thể trở thành đầu bếp được không? Thôi thôi, cô làm ơn cho tôi xin đi. Cô mà trở thành đầu bếp thì chắc chắn đồ ăn sẽ hết trước khi đem ra cho khách hàng. Cái gì khó quá bỏ qua đi. Hả? Sao vậy? Không còn gì để ăn nữa hả? Mẹ nói cũng đúng ha. Mình không nghĩ là mình có thể trở thành một đầu bếp giỏi được. Bài tập này biết phải làm sao mới hoàn thành được đây. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, hả? Mẹ ơi, hả? Mẹ ơi, cầu thủ nổi tiếng Cha Đu đã về nhà rồi đây. Trận đấu ngày hôm nay tụi con chiến thắng rất đẹp. Không, không, không thể nào. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Mẹ ơi, mẹ đâu rồi? Bác sĩ của mẹ về rồi đây. Mẹ à, nếu như mẹ có đau ở đâu thì nhớ nói cho con biết liền nha. Bác sĩ Cha Đu của mẹ sẽ đảm bảo chữa cho mẹ hết bệnh luôn. Nói mau, rốt cuộc cô lại. Hả? Tôi mới là người phải hỏi câu đó chứ. Trời ơi, chuyện gì đang diễn ra vậy? Mẹ ơi, mẹ đâu rồi? Đầu bếp Cha Đu đã có mặt rồi đây. Hôm nay nhất định con sẽ nấu cho mẹ thật nhiều món ăn ngon luôn. Ủa? Hả? Rốt cuộc cô là ai vậy hả? Cái người là ai? Tại sao lại ở trong nhà của tôi hả? Ôi trời ơi, nhức đầu quá à. Có chuyện gì mà ở trong này ồn ào quá vậy? Mẹ ơi, mẹ ơi, cứu con. Cha Đu, đến lượt em phát biểu rồi đó. Ước mơ của em hả? Em sẽ được bắt đầu từ bây giờ. Chơi Cha Đu.
gì vậy chứ? Con cũng nghe mà có phải không? Dạ. Đó, con lại nghe nữa rồi. Tiếng động phát ra từ cổng nhà của mình có đúng không? Ba đâu rồi hả mẹ? Có nên gọi ba ra không mẹ? Ba của con không có ở nhà. Hôm nay ba con nhận được tiền thưởng, thế nào cũng đi uống rượu rồi. Không thể tin được mà. Chúng ta đang rất cần một người đàn ông ngay lúc này. Mẹ cũng hiểu điều đó mà. Ba ơi, hãy vui lên. Chuẩn bị. Một. Hai. Ba. Là ba hả? Ờ, cha đu hả? Phải có một ngôi đền mới ở gần đây chứ. Tại vì tôi nghe thấy tiếng đập của cá gỗ liên tục luôn á. À, ba à. Ba ơi, trán của ba bị sao vậy? Ai đã đánh ba đúng không? À, không phải đâu, chắc đầu ba va chạm ở đâu đó thôi à, nhưng giờ không sao rồi. Ba nhớ cẩn thận hơn á. Ba thì ổn, nhưng còn cổng nhà mình thì tính làm sao bây giờ hả mẹ? Mẹ nghĩ sao hả? Mình có nên đổi cánh cổng mới bằng thứ gì đó mềm mại và đàn hồi hơn? Cũng được á. Hôm qua ba của con nhận được tiền thưởng, chúng ta sẽ lấy số tiền đó để sửa lại nhà, vậy có được không? Phải ha. Hôm qua được tiền thưởng, chờ anh một chút nha bà xã, anh sẽ đi lấy liền. Hôm nay chúng ta sẽ ra ngoài ăn tối nha. Wow, thật hay quá. Ba là tuyệt vời. Ba đã mất rồi. Hả? Không thể nào, không lẽ ba đã làm mất rồi sao? Trời ơi, mình nhớ rõ là mình đã để nó ở trong ví mà. Vậy là không được ra ngoài ăn tối rồi. Con chú ác ba. Các con hãy đi học đi, mau lên. Mình à, chúng ta cần nói chuyện. Gì đây? Em muốn nói chuyện với anh bằng cách viết vô giấy hả? Hãy viết những gì em nói trước khi em nổi giận. Đúng rồi, anh đồng ý. Đây nè, em coi đi. Nhưng em có nghĩ là như vậy có nhiều quá không hả? Gì chứ? Không có. Ý anh là em rộng lượng quá à. Vậy được rồi. Bây giờ mau đi thay đồ rồi đi làm đi. Được. Nè, không đời nào có chuyện anh sợ cái mảnh giấy đó đâu, nghe chưa? Anh có thể viết hàng trăm hàng ngàn cái luôn. Alo, tôi nghe đây. Hả, Trần Vô đó hả? Hy vọng là tối nay ba sẽ không đi uống rượu nữa. Anh về rồi đây. Họ không thể nào hoàn thành bất cứ việc gì nếu không có anh. Ôi trời ơi, con gái, giờ này mà vẫn còn thức hả? Anh được rồi à, ba thấy hơi mệt nên phải vào tắm đây ạ. Đứng yên đó, em cần phải kiểm tra vài thứ. Thổi hơi đi. Em nghĩ anh đi uống rượu chứ gì. Thật ra anh không có uống đâu. Anh đi làm suốt ngày hôm nay mà. Tại sao em lại không tin anh chứ? Không tin, thổi hơi ra đi. Thôi được rồi, nè. Thổi mạnh hơn nữa cho tôi. Ôi trời. Đây là cái gì vậy hả? Ba ơi ba, ba đã nhai bao nhiêu kẹo cao su vậy? Do hôm nay hơi thở của ba có mùi á. Không thể ngửi được mùi rượu gì kẹo cao su. Xong rồi ha, anh đi ngủ đây. Mình thấy cái gì đó không đúng cho lắm. Ủa, ai gọi cho nhà mình vào giờ này vậy ta? Alo, tôi nghe đây. Cái gì? Hả? Mình à, đợi một chút đi. Thật là xin lỗi, anh có thể lặp lại những gì anh vừa nói hay không?
À, tôi gọi tới từ quán Bar Corner. Ông Joy Holden đã để quên cái bóp ở đây, vui lòng đến để nhận lại. Dạ được, xin cảm ơn anh. Ngày mai chúng tôi sẽ đến đó lấy. Mình à. Các con à, bữa sáng sẵn sàng rồi nè. À, để con ngủ chút nữa đi, hôm nay chủ nhật mà. Ba ơi, nhìn ba đẹp lắm luôn á. Ba, ba hả? Cha Đu à, con hãy mau dậy đi nha. Ta-da, tất cả đều là do ba làm đó nha. Chúng ta hãy cùng ăn thôi. Dạ, yeah, nhìn rất là ngon. Mẹ ơi, sao ba lại làm vậy? À, từ giờ ba của con phải làm việc nhà trong một khoảng thời gian. Ba đúng là tuyệt vời. Hả? Có gì đâu. Trời, mặn quá. Ờ, món này bị mặn hả? Ở đây ba thử coi. Mẹ nghĩ là ba có thể nấu ăn được sao mẹ? Nhưng mà thật sự không có thể ăn được đâu. Đừng lo, rồi ba của con sẽ làm tốt hơn thôi mà. Mẹ ơi, tại sao mẹ lại kết hôn với ba vậy hả? Nhưng mà tại sao con lại hỏi mẹ như vậy? Bởi vì con thấy hình như là mẹ không có thích ba mà. Sao con lại nghĩ như vậy? Ôi trời ơi, không phải như vậy đâu. Nếu uống rượu quá nhiều sẽ không tốt cho sức khỏe của ba. Cho nên á, mẹ mới cố tình làm như vậy, để hy vọng ba của con sẽ uống rượu ít lại đó mà. Nhưng nếu ba con bỏ rượu luôn á, thì thật là tốt. À, không lẽ trước khi kết hôn ba cũng như vậy sao? Cứ thích đi uống rượu hoài. Trước khi kết hôn đó hả? Để mẹ nhớ thử lại ngày ấy coi sao. À đúng rồi, ba của con không phải là người uống nhiều trước khi kết hôn đâu con. Trước đây ba không phải như vậy hả mẹ? Hồi trước khi kết hôn, ba của con hầu như không uống lấy một giọt rượu luôn đó. Con muốn xin ba hãy cho phép tụi con được kết hôn, xin ba hãy đồng ý ạ. Tôi thật sự rất thích thái độ của cậu. Được rồi, mà cậu uống rượu được không vậy? Dạ. Dạ thưa ba, anh Holden hầu như không uống lấy được một giọt rượu. Gì chứ, vậy mà cậu dám gọi mình là đàn ông được ha? Dạ dạ, không phải là vậy đâu. Thật ra con uống rượu cũng giỏi lắm. Tuy là con không thích uống rượu cho lắm, nhưng thời gian ở trong quân đội, con đã được cho nghỉ phép vì khả năng uống rượu của mình đó. Cậu nói ta chưa có tin, hãy chứng minh cho ta thấy đi. Trời ơi, anh Holden, anh ổn không vậy? Thiệt tình, cậu ta chỉ mới uống có chút xíu thôi mà. Con hứa với ba là sẽ làm cho Nahia được hạnh phúc. Anh Holden ạ. Nahia nên sẽ làm cho em hạnh phúc và hãy tin anh đi. Đó chính là lý do. Vì sao mẹ lại khóc vậy? À không, mẹ có khóc đâu chứ. Chỉ là bụi bay vào mắt mẹ thôi mà. Ba ơi, ba không có ở đây hả chị? Ủa, cái bánh đó là sao vậy? À, hôm nay chính là sinh nhật của ba tụi mình á. Cái gì? Sinh nhật của ba con? Ôi trời đất ơi, sao mẹ lại không nhớ chứ? Nhưng ba đi đâu rồi hả mẹ? Cái gì? Ba không có ở ngoài sân hả? Không thấy ba ở đó. Thôi các con đừng lo, mẹ sẽ đi tìm ba về nhà ngay. Tụi con cũng đi tìm ba. Ôi trời ơi, ba của các con có thể đi đâu mới được chứ? Hả? Mẹ ơi, ba ở bên kia kìa. Ủa? Ba ơi, mình ba ơi. Ôi trời ơi, Holden à, anh đang làm gì ở đây vậy chứ? Mình ơi. Bà xã hả? Các con nữa. Chỉ là muốn nấu cho gia đình mình món súp cá rong biển nên bà đã đi ra siêu thị. Ôi trời ơi, trời bắt đầu tối rồi sao?
Cho anh xin lỗi. Anh không làm gì sai hết đâu cần phải xin lỗi chứ. Anh không biết rằng anh và các con đã làm cho em hạnh phúc như thế nào đâu. Bà xã. Nhưng em sẽ thấy hạnh phúc hơn nữa nếu như sau này anh có thể uống rượu ít lại. Được rồi, anh hiểu lòng em mà. Anh sẽ cố gắng uống rượu ít hơn. Đói bụng quá. Con cũng đói bụng. Đói bụng rồi hả? Vậy mau về nhà thôi. Bà sẽ làm cho các con món súp thật tuyệt. Dạ. Mẹ ơi, chúng ta đi ăn mì có được không? Nếu để ba nấu thì con sợ. Các con đừng lo mà, cứ về nhà đi. Mẹ sẽ nấu món súp cá thật ngon cho cả nhà. Ba, thật tuyệt vời. Nhanh lên về nhà thôi. Tụi con đói bụng lắm rồi. Quang Hương tuyệt quá. Bụng lắm rồi. Yeah.